Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa đại chúng. Chúng ta có thể mô tả sự thực tập trong đạo buộc đúng như là sự thực tập một loại nghệ thuật sống hòa bình, nghệ thuật đẩy mạnh hòa bình trong xã hội và trên thế giới, và là người theo đạo buộc, là sự nối tiếp của Đức Thế Tôn. Tất cả chúng ta phải nên học nghệ thuật đó, học cách sống hòa bình, cách đẩy mạnh hòa bình trong gia đình, trong cộng đồng và trong xã hội chúng ta. Nếu nhìn sâu vào trong con người chúng ta có thể nhận thấy những yếu tố của chiến tranh đã có sẵn trong ta. Sự căng thẳng trong thân và những cảm xúc như sợ hãi, giận dữ, bạo động, ghét bỏ, tuyệt vọng, suy nghĩ sai lệch, tri giác sai lầm có mặt đó trong chúng ta, và chúng ta có thể gọi chúng là những yếu tố của chiến tranh. Tu trong đạo buộc có nghĩa trước hết là nhận diện những yếu tố tiêu cực đó trong con người chúng ta, để chăm sóc, để chuyển hóa chúng. Khi trở về với hơi thở và ý thức đến thân ta, chúng ta có thể nhận diện được nhiều sự căng thẳng và sức ép trong thân ta. Và nhờ ý thức đó nên chúng ta muốn làm gì đó để giảm nhẹ sự căng thẳng đó trong thân. Và trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Buộc cung cấp cho chúng ta những thực tập để làm giảm nhẹ sự căng thẳng trong thân. Đó là bài tập thứ 3 và thứ 4 về hơi thở chánh niệm. Thở vào, tôi ý thức đến toàn thân với tất cả sự căng thẳng trong thân. Và thở ra, tôi buông thư sự căng thẳng trong thân tôi. Theo dõi hơi thở với chánh niệm trong vài phút, chúng ta có thể buông thư tất cả sự căng thẳng trong thân. Chúng ta biết rằng nếu thân ta tiếp tục dồn chứa nhiều căng thẳng, điều này sẽ đem đến nhiều vấn đề, nhiều căn bệnh là do kết quả của sự căng thẳng trong thân. Và những nhà khoa học vào thời đại we can begin to make peace with our feelings and emotions. We have painful feelings, we have strong emotions. Và những nhà khoa học vào thời đại này đã khám phá rằng nếu chúng ta có khả năng buông thư sự căng thẳng trong thân, thì thân thể ta sẽ có khả năng tự chữa trị, và chúng ta không cần nhiều thuốc. Chỉ cần làm giảm nhẹ sự căng thẳng trong thân, thì tự nhiên cơ thể ta sẽ có khả năng tự chữa lành những căn bệnh trong thân. Khi chúng ta có khả năng mang sự bình an đến trong thân, thì chúng ta bắt đầu có khả năng mang bình an đến trong những cảm thọ, những cảm xúc trong ta. Chúng ta có những cảm thọ đau buồn, những cảm xúc mạnh, và chúng ta không biết xử lý thế nào với chúng. Và trong kinh Quán Niệm Hơi Thở, Buộc có giúp chúng ta, chỉ chúng ta cách nhận diện những cảm thọ đau buồn, những cảm xúc đau buồn trong ta để ôm ấp, làm lắng dịu, và cuối cùng là chuyển hóa chúng.
Đó là bài tập thứ bảy trong kinh quán niệm hơi thở. Thở vào, tôi nhận diện cảm thọ đau buồn, cảm xúc đau buồn trong tôi. Và bài tập thứ tám, thở vào, tôi buông thư sự căng thẳng nơi cảm thọ và cảm xúc tôi. Học nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cảm xúc trong ta như sự sợ hãi, oán thù, ganh tị, tuyệt vọng là một điều rất quan trọng. Đó là nghệ thuật sống hòa bình với chính chúng ta, chăm sóc thân và chăm sóc những cảm thọ và cảm xúc. Tiếp đến, buộc lại giúp chúng ta nhận diện những tâm hành. If parents know the practice, they will make their children happy, they will make the family life happy. Và tiếp đến, buộc lại giúp chúng ta nhận diện những tâm hành. Và tiếp đến, buộc lại giúp chúng ta nhận diện những tâm hành. Trong những tâm hành đó, có tâm hành suy nghĩ. Chúng ta biết chúng ta còn có những suy nghĩ sai lệch, và suy nghĩ sai lệch sẽ đưa đến tà ngữ, tà nghiệp, và sẽ dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh giữa ta và những người khác, giữa nhóm chúng ta và những nhóm người khác, giữa nước ta và những nước khác. Đó là vì sao sự thực tập trong đạo buộc bắt đầu với sự trở về với chính mình, nhận diện những yếu tố của sự căng thẳng, của sự đau buồn, của sự xung đột trong con người chúng ta, để có thể lấy lại sự bình an trong thân, những cảm thọ và những tâm hành ta, tâm ta. Learn the practice of being peace, they will help their children and their students to learn that art of being peace also. And we hope that if you are in realm of education, please reflect on it. Đó là vì sao sự thực tập trong đạo buộc bắt đầu với sự trở về với chính mình, nhận diện những yếu tố của sự căng thẳng, của sự đau buồn, của sự xung đột trong con người chúng ta, để có thể lấy lại sự bình an trong thân, trong cảm thọ và trong những tâm hành ta, trong tâm ta. Nếu các vị phụ huynh biết thực tập, họ sẽ làm các con họ hạnh phúc và đời sống gia đình họ hạnh phúc. Khi con cái lớn lên từ một gia đình như vậy, chúng sẽ học được cách nhận diện những khó khăn, bức xúc trong thân, nhận diện những cảm thọ và cảm xúc, và học cách xử lý chúng. Và khi các bậc phụ huynh thực tập, họ có thể dạy con em họ cùng thực tập sống bình an. Khi trẻ em đến trường, thầy cô giáo cũng phải có khả năng giúp các em, bởi vì có những trẻ em đã không có may mắn trong gia đình, và các em đã không có cơ hội học thương, học tha thứ, học đem hạnh phúc đến cho những người trong gia đình mình. Và nếu các thầy cô giáo biết thực tập, thầy cô giáo sẽ có thể giúp các học trò, các thầy cô giáo sẽ có thể cho học trò họ một cơ hội thứ nhì, và trường học có thể trở thành một loại gia đình. Thầy cô giáo có thể trở thành một loại cha mẹ
để giúp học trò mình. Hiện giờ, chúng ta có rất nhiều vấn đề trong gia đình và ở học đường, có nhiều sự hiểu lầm, nhiều giận hờn, nhiều bạo động trong gia đình cũng như ở học đường. Đó là vì sao? Nếu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo học hỏi sự thực tập sống hòa bình, thì họ cũng sẽ có thể giúp con em và học trò họ học nghệ thuật này. Và chúng tôi hy vọng rằng nếu quý vị ở trong ngành giáo dục, xin quý vị suy nghĩ đến điều này. Xin quý vị cố gắng đem môn học này, đem sự thực tập có nguồn gốc từ đạo Phật này vào trong đời sống gia đình và đời sống học đường. Trong 30 năm giảng dạy ở Tây Phương, chúng tôi đã cống hiến sự thực tập sống hòa bình này cho những bạn hữu ở nhiều nước, và không biết bao nhiêu người đã thừa hưởng được từ sự thực tập này, đã hòa giải được với cha, mẹ, con trai, con gái, vợ, chồng họ, và đã tìm lại được niềm hạnh phúc. Chúng tôi cũng đã chia sẻ pháp môn sự thực tập lắng nghe với lòng từ bi, nói lời ái ngữ để tái lập lại sự truyền thông. Trong thời đại này, chúng ta có những phương tiện truyền thông rất tinh xảo, nhưng sự truyền thông giữa vợ chồng, cha con, mẹ con lại trở nên khó khăn hơn rất rất nhiều. Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều người cha không còn nói chuyện được với con trai họ, hoặc nhiều người con trai, con gái không lắng nghe được cha mẹ nữa. Và nếu không có sự truyền thông, làm sao chúng ta có hy vọng giúp nhau lấy đi những tri giác sai lầm để có thể hòa giải với nhau được? Ở làng Mai, Pháp Quốc, trong nhiều năm, chúng tôi đã mời những nhóm người Palestinians và những người Israeli tới để thực tập chung với chúng tôi, và chúng tôi đã học được rất nhiều từ họ. Hai nhóm người này khi mới đến, họ không nhìn mặt nhau được, bởi vì trong cả hai nhóm có rất nhiều khổ đau, sợ hãi, giận dữ và nghi ngờ. Trước hết, tăng thân làng Mai đã giúp họ buông thư sự căng thẳng trong thân, thực tập theo dõi hơi thở chánh niệm, đi trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm để nhận diện và làm lắng dịu lại những khổ đau, những lo lắng, sự sợ hãi, cảm xúc trong con người của họ. Sự thực tập thiền buông thư, sự thực tập nhận diện những cảm xúc mà Bụt đã dạy. Sự thực tập thiền buông thư, sự thực tập nhận diện những cảm xúc mà Bụt đã dạy, đã giúp hai nhóm người này thực tập rất nhiều,
Một tuần sau khi thực tập, buông thư sự căng thẳng trong thân, nhận diện những cảm thọ đau buồn, họ bắt đầu thực tập lắng nghe và nói lời ái ngữ với nhau. Khi quý vị khổ, quý vị muốn người khác biết những khổ đau của quý vị, và nếu quý vị biết cách dùng loại ngôn ngữ không trách móc, không lên án, không buộc tội, loại ngôn ngữ mà trong đạo Phật gọi là ngôn ngữ từ ái, thì quý vị có thể nói cho người kia biết về những khổ đau, những khó khăn của quý vị. So that other people, Israelis and Palestinians, could come and practice in order to suffer less. We know that in order to have right action and right speech, we should have right view. Right view is the view of dependent co-arising. Right view is the view of no self, of interbeing. And practitioners should always remember to maintain không lên án, không buộc tội, loại ngôn ngữ mà trong đạo Phật gọi là ngôn ngữ từ ái, thì quý vị có thể nói cho người kia biết về những khổ đau, những khó khăn của quý vị, cũng như những lý tưởng sâu kín. Và nếu quý vị là người nghe, quý vị thực tập hơi thở chánh niệm để làm an tịnh tâm mình, để nhớ rằng lắng nghe người kia là một sự thực tập từ bi. Bởi vì nếu chúng ta biết lắng nghe với lòng từ bi, thì trong một giờ đồng hồ, chúng ta có thể giúp người kia bớt khổ rất nhiều. Trong đạo Phật Đại Thừa, chúng ta có Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngài rất khéo léo trong sự thực tập lắng nghe với lòng từ bi. Và nếu chúng ta học nghệ thuật này, trong vòng vài ngày, chúng ta sẽ có khả năng lắng nghe người khác hoặc nhóm người khác với lòng từ bi. Chúng ta biết rằng nếu nghe như vậy trong một hoặc hai giờ, chúng ta đã có thể làm người kia khuây khỏa rồi. Có thể là người kia chưa từng có cơ hội, chưa bao giờ có ai đã từng có khả năng lắng nghe họ. Nhưng giờ đây, quý vị đang thực tập như Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm, quý vị đang lắng nghe họ với lòng từ bi, và điều này đã giúp họ nhiều lắm. Có thể là nhóm người kia nói với quý vị tất cả những khổ đau và những khó khăn mà họ đã phải gánh chịu như những người Palestinians và những người Israeli ngồi yên để lắng nghe, và Tăng Thân Làng Mai ngồi chung với họ để yểm trợ họ trong sự thực tập lắng nghe này. Và sau khi lắng nghe một giờ, tình trạng đã thay đổi rồi. Quý vị khám phá ra rằng phía bên kia người ta cũng khổ y như phía bên quý vị. Người lớn, trẻ con,
cũng có những khổ đau giống như những khổ đau mà phía mình gánh chịu. Và nhờ vậy, lần đầu tiên, quý vị có thể nhìn họ với ánh mắt từ bi. Quý vị nhận ra họ cũng là những con người như quý vị vậy. Trước đó, quý vị nghĩ rằng chỉ có phía mình mới khổ, còn nhóm bên kia không bao giờ khổ. Nhóm bên kia chỉ muốn làm quý vị khổ thôi. Nhưng giờ đây, sau một vài buổi lắng nghe sâu với tình thương, quý vị hiểu được rằng nhóm bên kia cũng khổ vô cùng giống như nhóm quý vị vậy. Lắng nghe như vậy giúp bên kia bớt khổ, và cùng một lúc cũng giúp cho chính quý vị bớt khổ. Cuối cùng hết, sau 10 ngày thực tập, hai nhóm người đã có thể nắm tay nhau cùng thực tập thiền đi, ngồi chung với nhau để cùng chia sẻ bữa cơm trong tình huynh đệ. Sự thực tập mà những nhóm người Palestinians và Israeli đem áp dụng ở làng Mai luôn luôn có những kết quả tốt đẹp. Cuối khoảng thời gian thực tập, hai nhóm đã luôn đến với nhau để báo cáo lại cho đại chúng biết về những thành quả trong sự thực tập của họ. Họ đã luôn hứa rằng khi về lại xứ, họ sẽ thành lập một tăng thân.